Xin chào anh chị em, bà con và các bạn yêu ngành trồng trọt trên toàn quốc nhé. Hôm nay có dịp em được lạc vào một cái vườn cam. Đang mùa chín rộ. Rất nhiều gốc cam. Có thể không đếm được. Và trên mỗi một cây cam này quả chằng chịt luôn. Khi là phải vét quả ra để tìm lá, tìm cành. Ở đây không thấy có một bóng người, bóng hồng nào, nhưng mà chúng ta thấy là quả cam này chắc là được chăm sóc tự động hay sao ấy. Đây, gốc cam được mọc lên từ đất rất là cằn khô nữa. Và những người làm vườn đây họ dẫn nước theo ống nước to này. Quả chẳng chịt luôn. Những người làm vườn họ đã dùng cái kỹ thuật bắt ruồi muỗi bằng tấm dính. Tấm dính ruồi rất hiệu quả. Không thấy mình phun thuốc hay là phun hóa chất gì cả. Bạt ngàn luôn các bạn ạ. Nhìn thấy chưa? Có khi mang ghế kia ra nhỉ? Chùm kia. Đây giới thiệu anh chị em nhé. Nếu mà đúng rồi, nếu như mà các bạn mà nhìn thì thấy là cái quả cam mà có khi còn to hơn cả quả bưởi nhá. Mà rất căng mọng, đang cái độ đẹp luôn. Nếu mà các bác mà chọn ở Cao Phong thì chắc là cả một hecta cũng không thể được một quả nào như này. Vâng, đấy. Rất to. Đấy, bàn tay của em cũng thuộc dạng tay dùi đục rồi đấy, nhưng mà cầm vào. Rất nhiều gốc luôn. Và quản lý ở đây đặc biệt là quản lý bằng công nghệ. Đấy, các bác cứ vào vườn cam thoải mái. Ăn rồi chọn tận tay luôn. Và họ đã có camera và có hệ thống quản lý bằng mạng. Bác nào mà thích cam tươi tại vườn thì và tham quan thì đến đây trực tiếp theo địa chỉ này nhé.